Các ý kiến thảo luận bày tỏ đồng tình cao với các quan điểm xây dựng luật thi đua khen thưởng sửa đổi và các nội dung của báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, để đảm bảo hạn chế thấp nhất những vướng mắc bất cập trong tổ chức thực hiện, nhất là đối với những nội dung mới trong dự thảo luật, một số đại biểu bày tỏ quan điểm đồng tình đối với việc xét tặng huy chương thanh niên sung phong vẻ và vang. Tuy nhiên, dự thảo luật cần xem xét quy định về thời gian 2 năm liên tục trong điều kiện xét tặng. Nếu như giữ nguyên quy định này á, thì sẽ có một số cái trường hợp không tương thích và một số sẽ có một cái bộ phận đã công hiến, đã có thành tích xứng đáng được tôn vinh, được nêu gương thanh niên xung phong nhưng mà không được đủ điều kiện để xét khen thưởng ngay từ đầu. Để dự thảo luật được hoàn thiện hơn nữa, đảm bảo chất lượng cao và phù hợp với thực tế hiện nay, một số ý kiến đề nghị nên mở rộng đối tượng được trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú theo cái hướng mở rộng các cái nghệ sĩ hoạt động trong cái lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật chứ không chỉ hạn chế trong cái lĩnh vực biểu diễn và đây cũng đặc biệt thể hiện cái đây chính là thể hiện sự quan tâm và ghi nhận những đóng góp và động viên kịp thời của Đảng, nhà nước đối với người hoạt động trong tất cả lĩnh vực nghệ thuật về quy định xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa nhiều ý kiến cho rằng danh hiệu này đã được thực hiện nhiều năm nay và trong 4 năm gần đây được thực hiện theo Nghị định 122 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố văn hóa. Có thể thấy rằng danh hiệu này khá phổ biến đối với từng gia đình. Bình quân hàng năm, nhiều địa phương có 80% gia đình văn hóa. Nếu tiếp tục thực hiện danh hiệu này và chỉ dừng lại ở đây, không có danh hiệu cho gia đình tiêu biểu thì rất khó để tìm được hạt nhân điển hình tạo phong trào thi đua. Trong dự thảo luật lần này, chủ yếu đang đề cập đến các nội dung khen thưởng từ đang ít về nội dung về thi đua. Bên cạnh đó, nếu chỉ dừng lại ở danh hiệu gia đình văn hóa và thực hiện bình xét theo các tiêu chuẩn của Nghị định 122, thì ý nghĩa của gia đình văn hóa đối với hộ gia đình sẽ kém ý nghĩa dần và thời gian cũng sẽ bớt đi sự trân trọng đối với danh hiệu này bởi vì hầu như gia đình nào cũng đạt. Nhất thiết nên có danh hiệu ở gia đình tiêu biểu thì mới khuyến khích được phong trào thi đua của cá nhân, hộ gia đình ở địa phương nhất là trên địa bàn khu dân cư. Đối với danh hiệu xã tiêu biểu, nhiều đại biểu đề nghị phải có tiêu chuẩn cứng, đó là phải là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hoặc nâng cao. Còn đối với những vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng sâu, vùng xa nói chung là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết mẫu tiêu chuẩn trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là hợp lý, phù hợp với từng địa phương điều này góp phần quan trọng đối với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới